Qua cái thùng dơi. Nãy giờ chắc nhiều anh em thắc mắc là cái thùng dơi này, cái Thuận để ở đây không biết là cái gì. Thì cũng giới thiệu lên anh em, đây là cái thùng dơi. Cái thùng dơi này á, là làm á, để cho những anh em mà không có lá thốt nốt mà ở khu vực xa. Thuận làm một tay nên anh em thông cảm nha. Anh em ở xa mà không có lá thốt nốt thì anh em sẽ dùng qua cái thùng dơi này. Cái mô hình thùng dơi này là Thuận có cái clip đã hướng dẫn trên mạng cho anh em rồi. Thì cái thùng dơi này chiều dài đó là 60, chiều ngang là 30. Anh em có thể làm lớn nhỏ tùy thích thôi. Thì cao của nó là 6 cm. Cái thùng dơi này anh em có thể làm là 1 ngăn cũng được, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn tùy theo. Thì cái thùng này là ở trong đây nè, anh em đóng miếng mành. Ở trên đây cũng có nữa nha, nhưng mà quay nó hơi khó thôi. Đó. Thì làm y chang như là cái trò dơi của lá thốt nốt, nhưng mà anh em không bỏ lá thốt nốt, anh em gắn những cái thùng này lên. Thì thay vì cái chòi lá thốt nốt đó, nó làm dài là 6 m, cao là 8-9 m, ngang của nó 2-3 m, thì anh em làm nhỏ hơn, làm nó kiên cố hơn. Giống những cái nhà mà ở ngoài khu vực biển mà người ta hay nhìn coi biển có bị cái gì, thuyền nó có bị cái gì không anh em, thí dụ vậy, cứu hộ đồ á, thì nhìn bên này, hình lên đây nè, Thuận để cho anh em tham khảo. Đó. Thì cái này á, là khi mình có những cái thùng này xong, mình làm xong hết, thì bình thường á, khi mà con dơi á, mà nó nghe lá thốt nốt thì nó mới bu vô trong cái chòi của mình. Thì bây giờ mình không có lá thốt nốt thì mình sử dụng cái máy này như nãy Thuận nói không. Nhưng mà cái thời gian nó làm á, là nó phải kết hợp hai cái luôn. Thay vì lá thốt nốt anh em chỉ dùng từ 4 giờ đến 6 giờ rưỡi. Còn khi anh em mà làm qua cái thùng này á, anh em cần phải có hai chế độ. Chế độ thứ nhất là anh em bắt dê mồi như nãy Thuận nói á, anh em để trong cái chòi của mình, rồi anh em kết hợp mở máy. Thì khi những con dơi nó nghe tiếng kêu, nó sẽ bay vô trong chòi, và nó thấy dê mồi nó sẽ tấp lại, và nó thấy mấy cái hốc vậy nè anh em, nó sẽ chui vô trong đây. Một cái thùng này chứa từ 500 đến 1.000 con nha anh em. Thì một cái chòi anh em làm cỡ 10 cái thùng này. Cái thùng này là bên Thuận không có bán, anh em bấm với đường link bên dưới có một cái video là hướng dẫn cho anh em làm cái thùng dơi, hoặc anh em lên mạng YouTube tìm cũng vẫn có. Anh em đem cái clip đó ra ngoài mấy cái chỗ thợ mộc đó kêu người ta làm. Cái thùng này là Thuận làm 250, nhưng anh em làm nhiều thì giá cả nó sẽ khác. Và cái chất liệu gỗ tùy theo anh em thôi. Nếu anh em là mới làm thì làm thử 2-3 thùng coi dơi nó vô bắt đầu mình sẽ nâng cao lên. Mình làm cái thùng này á, là mình tiện một cái là không phải sử dụng lá thốt nốt và không phải giặt lá thốt nốt. Khi mà con dơi nó vô trong đây á, là cái người nó có cái chất làm sạch, nó làm sạch luôn nguyên cái khu này luôn anh em hiểu không? Là phân nó thải xuống, và anh em làm một cái miếng cao lên như vậy là thân nó thải xuống đây luôn là lấy, chứ không có rớt xuống đất luôn anh em hiểu không? Và đó, anh em chia sẻ anh em sơ như vậy. Còn những anh em nào mà làm á, mà bị rắn lục đồ phá á, thì anh em có thể ra mua cái keo Đại Phát này nè. Không, cái nước đó là màu trắng nha anh em. Anh em quấn xung quanh cái chân, nó bò lên là nó dính. 1 kg 2 kg gì cũng dính, nhỏ lớn gì cũng dính hết. Hoặc là những con rắn mà nó ở trên cao anh em bắt không được á, lấy cái keo này quấn vô nè, chích vô người nó, lôi nó ra, chứ không phải lại bắt nó khỏi mất công. Đó, Thuận xin chia sẻ vậy với anh em. Còn anh em nào mà muốn tìm hiểu hoặc là hỏi những cái gì thì gọi số điện thoại của Thuận, kết bạn Zalo cũng có nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào làm á, thì gọi Thuận, còn không làm thì chia sẻ cho bạn bè anh em coi chơi. Còn những anh em nào mà vô tình coi được clip này á, mà có sử dụng Zalo hay Facebook á, mà muốn kiếm tiền điện thoại á, liên hệ với Thuận thì Thuận sẽ cho anh em từ 20 đến 50.000, nếu mà tùy theo Zalo Facebook anh em có đông người hay không. Nếu mà chia sẻ cho Thuận thì Thuận sẽ gửi tiền cạc cho anh em. Thuận nói được là Thuận làm được, không có giàu nghèo, nhưng mà cái vấn đề 20 đến 50 thì có thể được nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em.